cầu đi bộ và cầu thủ Thiêm 4 bắc qua sông Sài Gòn sẽ khởi công năm 2025, giúp tăng kết nối giữa khu đô thị mới Thủ Thiêm với vùng xung quanh. Dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn nối liền quận 1 và khu đô thị mới Thủ Thiêm thành phố Thủ Đức vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương đầu tư. Phía quận 1, cầu bắt đầu tại cầu bến số 2 của công viên bến Bạch Đằng, còn phía thành phố Thủ Đức sẽ nằm tại công viên bờ sông thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm. Cầu đi bộ có tổng chiều dài khoảng 261 m với nhịp chính vòng treo dây văng dài 187 m, dầm thép và mặt cắt ngang thay đổi từ 7 đến 11 m, tĩnh không thông thuyền, khoảng cách từ mực nước cao nhất tới gầm cầu là 10 m. Phía quận 1, cầu dẫn và ram dốc dài khoảng 285 m rộng 6 m, phía thành phố Thủ Đức sẽ có hai nhánh dẫn dài 290 m và 165 m. Cầu sẽ có một làn dành riêng cho xe đạp đồng thời có thể sử dụng cho xe cứu thương tải trọng tối đa 3 tấn và một làn dành cho người đi bộ. Hai giải đường tiếp giáp lan can sẽ dành cho khách ngắm cảnh và các hoạt động chụp ảnh nghỉ ngơi. Giữa làn dành cho xe đạp và làn đi bộ là giải phân cách mềm có thể dễ dàng tháo lấp nhằm chuyển đổi công năng phục vụ cho các sự kiện cộng đồng. Cầu được trang bị hệ thống chiếu sáng hiện đại, mái che, hệ thống thoát nước và các kết cấu tiện ích khác giúp đảm bảo an toàn và tiện nghi cho người sử dụng. Dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn có tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng. Toàn bộ chi phí sẽ do một doanh nghiệp tài trợ. Theo kế hoạch, cầu sẽ được khởi công vào năm 2025 và hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2027. Dự án cầu Thủ Thiêm 4 bắc qua sông Sài Gòn nối khu đô thị mới Thủ Thiêm thành phố Thủ Đức với quận 7 dự kiến khởi công vào ngày 30 tháng 4 năm 2025 và hoàn thành năm 2028. Cầu Thủ Thiêm 4 có tổng chiều dài 2,16 km, trong đó phần cầu chính dài hơn 1,6 km với 6 làn xe. Điểm đầu của cầu nằm tại giao lộ cầu Tân Thuận 2, Nguyễn Văn Linh, quận 7, điểm cuối tại giao lộ Trục Bắc Nam và đường Bùi Thiện Ngộ, trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, khi hoàn thành cầu Thủ Thiêm 4 sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa thành phố Thủ Đức và các quận phía Nam như quận 7, quận 8, nhà bè và Bình Chánh. Cầu cũng giúp giảm áp lực trên các trục đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Tất Thành, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Văn Linh. Việc xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 đang gặp vướng mắc lớn về tĩnh không. Hiện có 5 phương án được nghiên cứu gồm tĩnh không cố định 10m, 15m, 45m xây hầm chui hoặc nhịp chính nâng hạ linh hoạt từ 15m đến 45m để cho phép tàu lớn đi qua. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất tỉnh không cầu 15m và có thể nâng lên 45m khi cần, vốn đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng. Nhưng tháng 8 năm 2024, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tham vấn Bộ Giao thông Vận tải và dự kiến chọn phương án tĩnh không cố định 15m không còn giải pháp nâng hạ tuy nhiên sau khi chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi làm việc với các bên liên quan thành phố đã thống nhất phát triển cảng nhà rồng Khánh Hội thành cảng tàu khách quốc tế đòi hỏi phải xem xét lại phương án tĩnh không Sở giao thông vận tải đã yêu cầu Sở quy hoạch kiến trúc cập nhật quy hoạch cảng này và hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hồ Chí Minh để xác định tĩnh không phù hợp cho cầu Thủ Thiêm bốn. Cầu Tứ Liên là một công trình trọng điểm và Hà Nội lên kế hoạch khởi công xây dựng vào năm 2025 nhưng hiện chưa thể bố trí ngân sách để xây. Mới đây tập đoàn Vingroup có văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất tham gia đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên theo hình thức xây dựng chuyển giao hợp đồng BT. Theo đơn vị đề xuất, dự án cầu Tứ Liên là một trong những công trình giao thông trọng điểm của thành phố Hà Nội nằm trong quy hoạch giao thông vận tải đến năm 2030. Tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, dự án kết nối bờ phía Tây Sông Hồng dọc tuyến đường Âu Cơ – Nghi – Tàm thuộc địa phận các phường Yên Phụ – Tứ Liên – Quận Tây Hồ với bờ Đông Sông Hồng thuộc địa phận huyện Đông Anh, đồng thời kết nối trực tiếp đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên – đường vành đai 3. Hiện tại, bờ phía Tây Sông Hồng là đường vành đai chính kết nối cầu Nhật Tân với cầu Long Biên – Trương Dương nên chịu áp lực giao thông rất lớn. Khi đi vào hoạt động, cầu Tứ Liên không chỉ san sẻ áp lực cho các cầu hiện hữu mà còn gia tăng hiệu quả phân luồng giao thông, đồng thời giảm thiểu tình trạng ùn tắc tại các tuyến đường chính. Trong kế hoạch thực hiện các dự án giao thông trong giai đoạn 2021-2025, thành phố Hà Nội xác định cầu Tứ Liên là một công trình trọng điểm và thành phố có kế hoạch khởi công xây dựng trong các năm 2024-2025. Để thực hiện kế hoạch này, Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao các sở ngành có liên quan, gồm Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, Ban Giao thông cùng với các đơn vị tư vấn tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cầu Tứ Liên và đường từ cầu Tứ Liên đến nút giao với cao tốc Hà Nội Thái Nguyên trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét trong năm 2024. Theo ông Phan Trường Thành, trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, cầu Tứ Liên và các cầu bắc qua sông Hồng trong khu vực nội đô được coi là những công trình cấp thiết thành phố đã có chủ trương xây dựng sớm. Tuy nhiên, do thành phố đang tập trung nguồn lực cho dự án đường vành đai 4 nên chưa thể bố trí nguồn vốn đầu tư để xây dựng cầu Tứ Liên. Đại diện Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, dự án cầu Tứ Liên đã được Ủy ban dân thành phố Hà Nội phê duyệt, nghiên cứu tiền khả thi sau đó, giao ban giao thông tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Theo các phương án nghiên cứu, cầu Tứ Liên và đường từ cầu Tứ Liên đến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên có tổng chiều dài khoảng 11,5 km, từ nút giao Nghi Tàm đến nút giao vành đai 3 cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, trong đó cầu Tứ Liên có chiều dài 2,9 km, cầu chính dài 1 km, quy mô mặt cắt ngang theo quy hoạch đảm bảo 6 làn xe cơ giới, 2 làn hỗn hợp và 2 làn đi bộ. Với phương án kiến trúc cầu có thiết kế dây văng kết hợp văng xoắn tạo ra các nhịp lớn với hệ khung kết cấu thép nhẹ, hai hệ trụ cầu chính được tạo hình. Với thiết kế này, cầu Tứ Liên được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng phát triển và kiến trúc mới của Hà Nội. Tổng mức đầu tư cầu Tứ Liên được tạm tính là 19.959 tỷ đồng. Hà Nội khổ sở với ùn tắc mỗi ngày tại nút giao đường Phạm Tu, tỉnh lộ 70, người dân mong công trình cầu vừa tại đây sớm được thi công hoàn thiện. Cầu vượt nút giao đường Phạm Tu, tỉnh lộ 70 Sa La, huyện Thanh Trì là một hạng mục quan trọng của dự án đầu tư đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An. Nay là đường Phạm Tu nối từ vành đai 3 đến tỉnh lộ 70, trong khi tuyến đường nối từ vành đai 3 đến đường 70 dài 2,5 km đã đưa vào sử dụng từ năm 2020, nhưng đến nay hạng mục cầu vượt đường 70 vẫn chưa được thi công hoàn thiện. Việc hạng mục cầu vượt đình trệ nhiều năm khiến nút giao đường Phạm Tu tỉnh lộ 70 trở thành một trong những điểm đen ùn tắc trên địa bàn thành phố. Ghi nhận cho thấy từ khi tuyến đường Phạm Tu đưa vào khai thác, xuất hiện tình trạng một đoạn chỉ 200 đến 300 m nhưng có tới hai nút giao cắt tại các vị trí ngã ba Sala đường 70 và điểm giao cắt với đường 70 với tuyến đường Phạm Tu. Giờ cao điểm, dòng phương tiện đổ dồn về nút giao khiến khu vực này có thời điểm như bị bóc nghẹt. Vừa qua, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã kiến nghị Ủy ban dân thành phố chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án khẩn trương hoàn thành dứt điểm việc lập, thẩm định phê duyệt, điều chỉnh dự án đầu tư, trong đó giả soát đánh giá toàn diện các vấn đề tồn tại hiện nay của dự án và tiếp thu cập nhật các ý kiến của các cơ quan thanh tra kiểm tra kiểm toán đảm bảo tiến độ xong trong quý 4 năm 2024 trong khi chờ hoàn thành việc chờ phê duyệt, điều chỉnh dự án chấp thuận chủ trương cho phép tạm thời ký phụ lục gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng BT đến hết quý tư năm 2024 để đảm bảo tính liên tục, tính pháp lý cơ sở để nhà đầu tư, doanh nghiệp, dự án và các đơn vị liên quan tập trung giải quyết hoàn thành rất điểm các vấn đề còn tồn tại.